Thưa quý vị, một F0 nặng 140kg phải chạy ECMO 84 ngày liên tục. Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 với thời gian chạy ECMO kỷ lục tại Bệnh viện Giã chiến số 16 vừa chính thức được trở về nhà sau 3 tháng điều trị COVID-19 và một tháng tập luyện phục hồi chức năng sòng dạ. Trước đó, anh Dũng, 28 tuổi, nhập viện vì viêm phổi COVID-19. Anh có bệnh nền đái tháo đường tiếp 2, béo phì độ 3, với cân nặng 140kg, quá trình điều trị, bệnh nhân lâm vào nguy kịch khi phổi đông đặc đến 80%, suy đa cơ quan do báo Cytokine. Bệnh nhân suy hô hấp nặng lại rất nặng cân, những biện pháp can thiệp hô hấp, can thiệp ECMO không hề đơn giản. Mỗi lần chăm sóc cần huy động 8 y bác sĩ. Sau khi điều trị xong COVID-19, đủ điều kiện xuất viện, bệnh nhân không thể tự ngồi dậy và đi đứng được. Để xử lý vấn đề này, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Nhân dân gia đình dưới sự hỗ trợ của các khoa nội tiêm mạch, hô hấp, phục hồi chức năng, tiếp tục điều trị. Sau 2 tuần vật lý trị liệu, bệnh nhân đã bỏ được oxy, tình trạng sơ phổi giảm mạnh. 4 tuần sau, bệnh nhân tự ngồi dậy, bước đi từng bước, chức năng hô hấp cũng phục hồi ngoạn mục.